nữa. Rồi vừa tới sân bay, đang trong cầu thang máy. Rồi, tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Trời ơi, mặt cười tươi quá. Được đi chơi là khoái liền. Rồi, sân bay Tân Sơn Nhất. Người đông nghẹt. Trời ơi. Người đông nghẹt chú ạ. Trời ơi, người đi chơi đâu mà đông thế. Làm vé rồi chú ạ. Bây giờ mình đi thôi. Tự động hết. Giờ tới. Đi chơi là vui rồi. Chơi vui à? Giờ tới sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi, chào mọi người. Hai chú cháu vừa tới sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay được đi chơi, đi về xứ Nghệ. Về xứ Nghệ cùng em. Hôm nay mình sẽ đi về nhiều điểm tham quan ở tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt là một cái điểm mà chú rất mong muốn trong đời được đi tới, đó là làng Sen quê bác. Đúng rồi. Và lần đầu tiên chú lần đầu tiên được đi ra quê bác, mình chưa hình dung được cái gì ở trước mắt, nhưng mà mình cảm thấy mình bồi hồi xúc động. Có nghĩa là từ hồi xưa giờ chưa hề biết làng Sen quê bác là ở đâu, và nghe nói cái quê hương của bác, thì hôm nay sẵn có anh chàng Hải này dẫn mình đi, mình rất là cảm ơn anh chàng Hải này, coi như là một người hướng dẫn viên có tâm đối với mình, và cũng là quê hương của anh chàng Hải này luôn. Yeah. Sẵn dịp về quê thì mình đi tháp tùng theo Hải, và Hải sẽ giới thiệu những cái nơi mà bác ngày xưa quê hương của bác còn rất là lâu rồi. Yeah. Nam Đà Nghệ An phải không? Yeah. Sách Nam Đà Nghệ An. Từ sân bay Vinh lên đó 20 km. Đúng rồi, vậy là cũng khá gần. Ok. Từ sân bay Vinh về nhà bà xã con ở đây thì khoảng 40 km. Còn từ sân bay Vinh về quê con ở miền núi là 100 km. Cũng lâu lắm rồi, thì bây giờ con mới có dịp về quê. Sống và làm việc ở Sài Gòn cũng rất là bận bịu, thì hôm nay nhân tiện là về quê ký giấy tờ, sang giấy tờ đất đai nhà cửa của cha mẹ để lại cho đứa em thứ ba. Nhà thì có 5 anh em, cho nên anh em nhường lại cho cái cầu thứ ba luôn, nhường hết luôn. Cho nên hôm nay về làm sổ hồng sổ đỏ đó thì phải có những chữ ký của anh chị em trong gia đình thì người thứ ba mới được thừa kế. Ở Việt Nam có một cái đặc biệt thế này chú này, là cái quyền thừa kế là không phải đóng thuế, thừa kế là miễn phí, và đợt này về ký thừa kế rất nhiều đất nha, nhiều lắm, thừa kế hết. Bây giờ tụi con thì cũng có dinh cơ, nhà cửa, công việc, công ty ở Sài Gòn rồi. 5 anh em thì có một người ở quê, giữ quê hương. Giữ mồ mả ông bà. Rồi, trong nom mồ mả ông bà ha. Thắp hương thờ cúng ông bà, tổ tiên. Đi đâu mình cũng phải giữ
hồn quê chú ha. Nói chung đi đâu cũng không bằng quê hương mình, nó hẳn như vậy. Rồi trong khi chờ đợi, hiện giờ đang đợi ra máy bay, thì tới Vinh thì có cái gì đó thì mình sẽ cho các bạn biết xuống sân bay như thế nào, về quê bác ra sao, rồi ví dụ như về nhà quê ngoại của quê của Hải như thế nào. Thì lúc này trên cái đoạn đường đi thì mình sẽ cố gắng quay phim hoặc là livestream cho các bạn ấy, nên ủng hộ cái kênh của Hải Bao Bì Nam Giang, Bao Bì Nam Giang, đăng ký và chia sẻ, đúng rồi, cho nhiều nhiều vào để cho mọi người biết. Cái kênh này thì không nhằm mục đích kiếm tiền, đây là công ty, kênh của công ty, mọi người chia sẻ để cho các bạn trẻ khởi nghiệp, các bạn muốn khởi nghiệp thì hãy đến baobinamgiang.com.vn, vì ở công ty chúng tôi thì có những công nghệ in độc đáo và mới, đặc biệt là công nghệ in không của cộng đồng với chi phí chỉ bằng 1/10 so với các công ty khác. Hôm nay về quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An thì tôi cũng rất yêu quý chú Cầm, một con người mà có một cái lực lập trường rất là vững vàng. Chú đã đi lao động và làm việc bên Mỹ 40 năm. Nay chú về hưởng hưu rồi, chú về quê Việt Nam để sống. Và hiện tại bây giờ chú đang định cư tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng bên cạnh nhà của mình. Cho nên là hôm nay hai chú cháu cùng về quê, nhân dịp về thăm quê. Hai chú cháu cùng gia đình về thăm quê thì cũng giới thiệu cho chú là quê hương miền Trung, xứ Nghệ, quê hương cách mạng, về thăm quê hương Bác Hồ, viếng mộ Trần Phú, về thăm tượng đài Phan Đình Phùng, thủ lĩnh của phong trào Cần Vương, có thể là về thăm được thành Thân Phòng, nơi mà Vua Hàm Nghi đã từng ở đó và bị bắt, và có thể là phải đi ngang qua thăm nghĩa trang 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, và rất nhiều cái địa điểm mà rất muốn đến ghé thăm cho chú được một lần đến. Sợ mình đi không nổi thôi chứ còn. Sợ đi không nổi. Có thể là trên đường đi nếu ghé được thì về ghé về ngôi làng, nơi nhà thờ tổ và cái mảnh vườn của nhà thơ Cù Huy Cận. Có thể là đi thăm quê hương của đài thi hào Nguyễn Du. Rất nhiều. Nhưng rồi nó nổi tiếng không? Có thể là vào Cẩm Xuyên thì thăm khu nhà, khu di tích của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Và có thể nếu đi được thì có thể đi vào cảng Hùng Áng, một cái cảng nổi tiếng và rất là lớn của tỉnh Hà Tĩnh, cũng là vừa tái tiếng nhưng cũng vừa nổi tiếng, mà nhưng cũng giúp cho quê hương Hà Tĩnh phát triển như ngày hôm nay. Và sau đây thì hành trình tiếp theo, chú Cầm 40 năm sống bên Mỹ sẽ rất ngạc nhiên với quê hương miền Trung. Người ta nói quê hương chó ăn đá, gà ăn sỏi, nhưng mà trong bài thơ của Chính Hữu là quê hương anh nước mặn đồng chua, làng là tôi nghèo nhờ, đất cày nên sỏi đá, anh với tôi đôi người xa lạ, ở phương trời chẳng hèn mà quen nhau. Bài là hay lắm. Trung okay, bên trung đầu gác bên đầu. Thôi được rồi, bài thơ thì đọc đến đó thôi. Tạm biệt đi. Mọi người cùng cùng chờ đón. Chờ đón xem những cái gì mới lạ sau này. Đúng rồi. Đúng rồi. Hôm nay thấy nét mặt của chú tươi vui, thấy cười hoài, lý do là nghe được đi chờ là khoái rồi. Đi ra quê bác là khoái rồi. Bây giờ đi vào trong lòng nó có vẻ hào hứng phấn khởi, mà nó có một cái gì đó nó phấn khích, có nghĩa là từ tại vì sao mình chưa biết, bây giờ mình đang khám phá một cái điều mình đang mong ước á, là ra cái gì mình đang thoải mái. Tao lời vậy lúc nào cũng cười. Rồi ok. Rồi, bye bye mọi người nha. Rồi, chào mọi người. Đây là cái khung cảnh mà mọi người đang ngồi chờ để khoảng 10-15 phút nữa là lên sân bay. Sắp hàng đây kìa. Hình như chuyến bay của mình đấy phải không? Để quay cho mọi người thấy ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Trời, người đi chơi rất là đông. Đấy, người đông quá.
Rồi, cha con có rất nhiều máy bay Vietnam Airlines, Vietjet. Ở đây là sân bay nội địa. Đấy, mọi người đang chờ sắp lên máy bay. Đấy. Ở đây cũng bán rất nhiều đồ, quà lưu niệm. Đấy. Xâm, mấy cái bình rượu rất là đẹp. Người đi chơi du lịch quá trời quá đất. Đông ơi là đông. Ở đây có rất nhiều hàng hóa. Đấy, sâm khô, sâm Triều Tiên, rượu, bánh kẹo. Đấy, ở Việt Nam cái gì cũng có. Hàng hóa, đấy, đồ khô, các loại trái cây sấy. Đủ thứ hàng hóa luôn. Cho mọi người thấy cái quầy rượu. Đấy. Hà Nội sẽ thay đổi cửa khởi hành sang cửa số 10 Vietnam Airlines. Ở đây là cà phê chồn. Cà phê chồn 500g. Không biết là bao nhiêu tiền nữa. Đấy, cà phê. Rất nhiều cà phê. Đấy. Đủ thứ hàng hóa luôn. Sân bay hàng gì cũng có. Đây là bên hạt, các loại hạt, hạt điều, đậu, đủ thứ luôn. Đây là các loại hạt đậu. Đây là bánh tráng, có bánh tráng luôn. Đây, các loại bánh tráng. Rồi mỹ phẩm mặt nạ gì đây. Mặt nạ luôn. Cái gì đây, mặt nạ dừa, có bán mặt nạ luôn này mọi người, đủ thứ luôn, nhiều thứ hàng hóa, sâm, thuốc lá, Cuban, Tobacco, à, cái thuốc này, thuốc gì mà lá em, thuốc này gói bao nhiêu ạ? Thuốc lá có hại sức khỏe. Thuốc này thuốc gì em? À, xì gà hả? Có mắc không? Hả? Một gói bao nhiêu tiền à? Ờ. Cái này em xì gà luôn à? À. Một gói xì gà bự bự này này. Là 970.000. Đấy, có hết. Đủ các dạng luôn. Ở đây là cửa hàng ăn phở. Ở đây bán phở. Quầy rất là lớn. Hehehehe.